vắng các con nên ngày lễ đối với hai vợ chồng Mai không có kế hoạch gì cụ thể. Hôm nay cũng là ngày hoàn thành chuyến đi Peru và trở về nhà của Ngân. Hai tuần trôi qua cũng nhanh ha cả nhà. Lắng nghe những điều con học được trong chuyến đi này, mẹ thấy rất vui. Nhưng đến khi con bật khóc thì mẹ thấy xót xa hơn bao giờ hết. Hello, mẹ xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày lễ July 4 bên Mai, nhưng mà hai vợ chồng Mai sẽ không có kế hoạch gì đặc biệt hết. Vì hôm nay Ngân nó sẽ đi chạy hè về nên mình chỉ ở nhà đón con thôi, chứ nếu mà mình đi chơi hay mình làm cái gì đó thì chắc không ai đón nó hết cả nhà. Nên hồi hôm qua thì mọi người cũng biết là Mai đã đi mua thịt gà, mua thịt bò, mua này nọ để làm chuẩn bị làm BBQ cho buổi chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ chắc là Mai sẽ phải ướp thịt gà trước, rửa rồi ướp ha cả nhà. Xin mời các cô chú anh chị vào bếp chuẩn bị thịt gà chung với Mai. Thịt gà thì hôm Mai đã lấy ra đây rồi đây nè. Trước tiên thì Mai sẽ đi rửa thịt gà trước. Hôm nay Mai mới có thời gian rảnh để ngồi đọc comment của cô chú anh chị trong các video của Mai bữa trước. Mai nhớ có một bình luận của một bạn khán giả khen chồng Mai là tâm lý, lo cho các con riêng của vợ, không như chồng Việt Nam. Đọc xong bình luận này thì thấy cũng vui, vì trong chuyến đò lần thứ hai này mình đã không lựa chọn nhầm. Tuy nhiên để mà nói một câu công bằng thì nhận xét của bạn khán giả chỉ đúng một nửa thôi. Đó là chồng Mai, ổng rất tinh tế và tốt bụng, ổng chăm cho hai đứa nhà Mai còn nhiều hơn Mai. Đương nhiên Mai vẫn quan tâm con của mình, nhưng những thứ liên quan đến giấy tờ thủ tục rồi mua sắm những đồ cần thiết thì chồng Mai, ổng vừa là chủ trì vừa là chủ chi. Chính sự tận tâm và chăm sóc cho con Mai như thế nên nó mới phá vỡ sự lưỡng lự của Mai khi đứng giữa ranh giới của việc bước tiếp hay chỉ dừng lại làm bạn. Vế thứ hai thì nói một câu công bằng là ở Mỹ hay Việt Nam cũng sẽ có người này người kia. Không phải cứ đàn ông Mỹ là tốt hết và đàn ông Việt Nam là tệ hết ha cả nhà. Quan trọng là mình phải tìm hiểu thật kỹ và lựa chọn được một người thật sự yêu thương mình. Từ đó cả hai vì nhau mà thay đổi, chứ không phải mỗi người đứng ở một hướng và luôn cho mình là đúng. Thôi thì không bàn đến chuyện đàn ông làm chi, chị em phụ nữ trước tiên cứ phải yêu lấy mình trước đã, thương lấy mình trước ha cả nhà. Đây cả nhà, còn đây là đậu que hôm qua hái ở vườn nhà bà Chê Đà nè. Chắc hôm nay bà sẽ đem đi xào ha, đi lặt đậu cái đã. Đậu que mà màu vàng ngộ ha, Mai cũng chưa thấy bao giờ luôn á. Cái này hơi cứng quá vậy ta, có mấy trái nó hơi già. Nó già thôi bỏ đi à, nó già mà hột luôn nè. Cũng hơi già già sao ta. Lặt sẵn chút xào thôi, rửa sẵn luôn. Chứ chút Mai đi đón con rồi đâu có thời gian đâu làm. Đón con về chắc chở con đi ăn thôi, chứ còn chưa có làm liền đâu. Rồi Mai để chút xíu thịt gà nó ráo rồi đó. Bây giờ thì giờ là đi ướp thịt gà. Mai sẽ dùng nước sốt thần thánh, sốt BBQ của Nhật trộn cùng sốt Hàn Quốc, không theo tỷ lệ nào nhưng mà bao ngon nha cô chú anh chị. Cả chai to như thế này mà có đồng 9 đồng 99 thôi, ăn hoài chưa hết nè. Sau đó thì mình sẽ massage cho mấy ẻm gà này ngấm thiệt ngấm nha. Sau đó Mai sẽ wrap lại để vào tủ lạnh cho thịt sốt ngấm hơn. Đến lúc nướng cái sốt thừa này thì mình sẽ quết lên vài lần, đảm bảo là ngon bá chép và chất lửa luôn á. Xong rồi thấy chưa, ướp rất là đơn giản cả nhà. Bữa cơm chiều đơn giản như vậy thôi đó. Đi chơi một tuần mà Mai thèm cơm quá trời thèm luôn. Miệng thì lúc nào cũng kêu là sách bị Mỹ hóa với đồ ăn Mỹ thấy quen rồi, mà ăn đến bữa thứ hai là xin thua. Ăn xong bữa nào là thấy nhức đầu bữa đó vì nó béo kinh luôn. Giờ thì Mai sẽ
sẽ đi ra tưới cây, tưới bông của Mai. Sợ chút xíu quá nó nắng nha, Mai không có tưới được. Tươi tốt như hồi xưa nữa ha. Đó, cả nhà thấy không? Đó, chậu bông của Mai nè. Cấp cứu, cấp cứu. A few minutes later. Trời ơi, cả nhà ơi, Mai mới bỏ phân xong đi ra dạo một vòng bên ngoài á. Coi được hai trái này, dễ thương không? Trái này nó bị kẹp vô, nó sập lép vậy nè. Nhưng mà nó cũng dễ thương ha. Thôi sẵn tiện Mai cũng quay cho mọi người coi một vòng mấy cái cây cối của Mai luôn. Tại vì cập nhật với cô chú anh chị là mấy cái bữa giờ mình đi mình không có nhà thì nó ra sao. Đây cà chua, đây cà chua sô cô la, nó nhìn vậy nè cả nhà. Đó, đúng là kiểu sô cô la luôn ha, đang thui thui. Đó, rất là nhiều trái. À, đây nữa nè. Trời ơi nó bị nấp lùm trong mấy cái lá đó cả nhà. Nhưng mà nó nhiều trái lắm, để bữa nào Mai cầm kéo ra Mai cắt bớt lá của nó coi. Đây là cà chua vàng nè. Cà chua vàng cũng rất là nhiều trái ha. Nhưng mà cũng nấp lùm trong mấy cái lá nhiều lắm, để bữa nào cắt bớt lá luôn. Cà tím của Mai nè, dễ thương không? Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Trời ơi, đây nữa nè. Mày mới bỏ phân đó, cả nhà thấy không? Đây là em zucchini ha. Zucchini thì bữa cũng mới bẻ được 3 trái rồi đó, cả nhà nhớ không? Sẵn tiện Mai dẫn mọi người ra đây luôn. Ôi, mấy cái em dưa hấu này nè. Trái nhỏ xíu nè, thấy không? Mấy em chui ra bên ngoài nè. À, cả nhà thấy trái dưa hấu của Mai chưa? Bữa nào là Mai phải lấy cái gì để Mai cột nó lại, chứ nếu không là nó sẽ bị nặng á cả nhà. Nó treo không có nổi, hay cái thân nó gì thì nó sẽ không có treo nổi. Đó, Mai sẽ lấy cái bịch để Mai cột lại. À, rất là nhiều trái nhỏ xinh luôn á, nhưng mà nó nhỏ quá, Mai cũng không có quay. Đây, nó nhỏ giống như vậy nè. À, giống như vậy nè. Đó. Nó nhỏ quá, nhỏ ha. À, rồi dưa hấu đó, gần đây là dưa lưới nè. Ôi, cái nhà cưng không đó, thấy không? Mai có gì vậy? Mấy trái dưa nhỏ xíu của Mai nhìn dễ thương quá ha, chưa gì hết là ra rồi đó. Trời ơi, Mai nói với mấy bạn Mai á là Linh á là qua hái rau đi, mà nó không có thấy đường cả nhà ơi. Coi trái dưa leo của Mai nó như vậy nè, mà nó không có thấy, nó bự quá, bây giờ nó già nó. Cái này chắc để làm gì? Làm hộp được ha, để làm giống năm sau. Hoặc là cái đó chắc Mai sẽ lấy làm muối, dưa muối. Hồi nãy Mai hái được trái nè cả nhà nhớ không? Trời đi nè, còn thêm trái này nữa, cái giống này cũng wow, nó khổng lồ luôn, mà nó cũng bị già rồi, tại vì nó bị trong này không có ai thấy á. Linh nó cũng không thấy mà. Ôi, mấy cái trái này nó không có lớn nổi, hay là nó chưa lớn ta? Sao cái kiểu nó cứ đen vậy? Đây cả nhà thấy không? Nó quá trời mà Linh không thấy. Đây cái trái khổng lồ đây nè. Thấy một trái không? Chắc là mày hái mấy, chắc mày cũng hái vô quá, tại vì nếu mà mày để như vậy là sẽ nó cũng ăn chất dinh dưỡng ha. Rất là nhiều cái trái con. Cái trái con nhiều lắm cả nhà. Đây nè, mà nó gì nè. Rồi, đây là khổ qua của Mai nè. Mà nó rớt ra cái trái phía sau này không à. Không sao, miễn sao là nó, để mà thả nó ra đây. Nó ở trong đó là nó sẽ bị dị dạng ha. Khổ qua bắt đầu ra trái rất là nhiều ha. Đây, trái dưa hấu nè. Cưng không? Còn đây trái khổ qua, mấy trái khổ qua nhỏ này nhiều lắm, bắt đầu ra trái nhiều lắm cả nhà. Thấy không? Đây nữa nè. Ừ, sắp được ăn rồi cô chú anh chị ha. Đây nữa nè, nhiều khổ qua nhiều lắm đó.
Ôi, dưa hấu nữa nè. Dễ thương ha. Trời ơi trời. Còn đây là cái honeydew, là dưa hoàng kim, dưa gì đó. Bữa giờ cái này thì chưa thấy trái ra nha, thấy bông không à. Đó, nhiều khi phải chăm bẵm mấy em vậy thì mấy em mới lớn được ha. Bây giờ thì Mai sẽ tưới một chút xíu. Tại Mai cảm thấy mấy cái chậu bông của Mai á, nó không có đủ nước. Mấy cái chậu này nè, Mai muốn cho nó sống vậy coi, muốn cứu nó lại coi nó có được xum xê như cũ không. Mà thường á mấy cái cây này á cả nhà, một khi mà mấy ẻm mà đã bị bứt sức rồi, nó chột rồi, nó rất là khó hồi phục trở lại ha. Thật sự Mai cũng cố gắng hết sức thôi, nhưng mà đi chơi thì mình phải đi thôi chứ bây giờ mình biết sao giờ cả nhà. Cuộc sống mà mình cân bằng, mình cứ chăm được khi nào mình chăm, còn mình đi chơi thì mình chịu thôi. Mai cũng chấp nhận hy sinh lắm, nếu không thì mình mua chậu mới. A few minutes later. Tưới xong rồi thôi đi Mai, đi ra mày hái mấy cái lại có mấy trái đậu que nữa nha cả nhà. Đậu que này là có mấy trái hả? Ủa sao cái dây dưa hấu này nó đứt rồi? Kệ nó đứt rồi thì thôi, chắc tại hôm qua mày hái đậu que mày làm nó đứt rồi. Hậu đậu. Đậu que này là đậu que xanh ha. Hôm qua mày hái mấy trái mày cho Linh á. Ôi, thế nó lục cục ngủng cục nghèo kỳ quá vậy ta. Cạn đây. Tím này. Này của bà chị Đà cho Mai giống nè. Đậu que tím. Đậu que vàng của bả nè, hàng chi mình giờ mình có trái vàng nè. Mình thắc mắc ở sao đậu que của bả màu vàng thì đó là giống của bả màu vàng. Thôi, không hái nữa, lười quá. Lại có mấy trái nhỏ xíu à. Để mai đi hái cái trái dưa leo lúc nãy. Để đây đi. Không có màn rổ màn gì ra hết trơn. Hái cái trái dưa leo bự á. Để nó ăn hết chất của mấy em khác cũng vậy. Đây. Ui. Trời ơi. Khổng lồ quá. Còn một trái này nữa nè. Không biết làm sao để vô được. Ui. Trái này giống như trái dưa gan, trái dưa leo gì nữa trời. Trời ơi là trời. Đây cũng một trái tổ chức đảng. Cái này chắc Mai nghĩ ra để làm mắm ha. Chứ còn ăn cũng đâu có ngon lành gì đâu. Cái này là ăn được rồi nè. Cái này là ăn vừa đẹp ha. Đây nữa nè. Hái cái này luôn đi. Cái này thôi chưa, để mấy bữa nó hái, mày nó hái. Mày không có định ra vườn thu hoạch nên đâu có mang cái gì đâu. Thôi lấy cái xô này, đáng lẽ là cái xô tưới nước nhưng mà thôi lấy tạm đi. Mai sẽ giải quyết nốt chỗ xà lách còn lại này. Thôi lớn như vậy cũng là tốt lắm rồi, để hóa kiếp cho mấy ẻm nha. Chỗ này đem vô nấu canh hoặc ăn gì đó cũng được 2-3 bữa luôn. Ôi, một xô luôn thấy không. Thôi giờ mang vô thôi cả nhà. Con gái Mai nó nói gọi điện thì giờ thả Mai nó nói là trời ơi, nó đói bụng, nó khát, nó đói, nó khát, nó mệt, nó dơ. Bây giờ nó chỉ có muốn đi về nhà là nó leo lên giường nó ngủ liền thôi. Nghe nó nói mà thấy thương quá chừng luôn. Thôi Mai sẽ nấu cơm rồi tranh thủ nấu đồ ăn để con về là có cái ăn luôn. Ngân thì giống Mai là thích đồ ăn Việt Nam. Đi 2 tuần ăn uống làm sao mà bằng ở nhà được. Bụng của Ngân còn nhạy cảm nữa. Tí về thì Mai sẽ trò chuyện nhiều hơn xem trải nghiệm của con ở đó thế nào.
Thôi để bây giờ Mai đi nhặt rau cái. Đã không cả nhà? Rau này Mai làm salad cũng được nè. Và ăn lẩu cũng được ha. Còn Mai chắc nó thích ăn lẩu rồi đó. Rửa xong hết một đống rau rồi đây. Bây giờ chắc Mai làm gì? Chắc Mai lấy thịt gà vô để Mai kho một miếng. Tại vì con Mai nó sẽ thích ăn thịt gà kho hoặc là thịt gà nướng ta. Mình nên nướng hay mình nên kho? Mai nghĩ Mai kho một miếng ha, để mấy mẹ con ăn cơm. Nhưng mà rồi Mai quên mất, hay Mai kho cá hồi cho con Mai nó ăn cơm là được rồi, không cần phải kho thịt gà đâu. Trời ơi, bà nói là bà đói nè, bà dơ bẩn, bà rất là dơ, bà rất là đói, bà rất là khát, bà rất là mệt, bà rất là buồn ngủ, nên thành ra thôi để mình làm sẵn cơm cho nó về nhà là nó chỉ có cơm đó, cơm sẵn nó ăn rồi ha, là nó khỏe rồi, khỏi phải chở con đi đâu hết. Nghe thấy mắc cười thiệt ấy chứ. Đi chơi khổ thiệt mà, mình đi chơi về mình cũng thấy vậy thiệt mà. Mai sẽ nấu bằng bơ cho nó thơm ha. Mai rất là thích mấy cái nấu nồi cao cao vậy nè. Cả nhà biết sao không? Nó không có bị văng ra ngoài. Trời, mày nấu mày ghét nó bị văng lắm. Nồi này là mình không có rửa lại nha cả nhà. Vì cái này là người ta đã rửa sạch rồi, người ta làm khô rồi ha. Ngon. Ngon ha. Mai sẽ sắn nhỏ ra. Tại vì cái này ăn giống như kho vậy, nó cũng không có đến nỗi cần phải miếng nguyên miếng. Được nha cả nhà. Nói vậy chứ mà chưa được. Sáng ra rồi mới thấy. Chiên cho nó xém xém chút xíu nữa. Giờ Mai sẽ để cái nước sốt này vô. Trời ơi, cái sốt thần thánh á, cái gì cũng bỏ vô hết á. Xong rồi mình nêm nếm lại nè cả nhà ha. Ớt sa tế nè. Có cái gì bây giờ cũng để ớt sa tế hết ta. Để miếng ớt sa tế vô. Nó hơi cay cay ha, ăn nó mới ngon. Rồi bỏ miếng nước mắm vô, tại vì cái này nó nhạt lắm, nó là đồ nướng nên là nó sẽ rất là nhạt. A few minutes later. Rồi vậy là được rồi đó cả nhà. Cá của Mai đã xong rồi đó. Trời ơi, ngon lắm nha, hâu cơm á.
Nhìn là Mai muốn đi ăn cơm rồi đó. Mai nói thiệt, nhìn này là Mai muốn đi ăn cơm thiệt sự. Ok, Ngân đã có cơm ăn rồi, cả nhà Mai cũng có nồi canh này nha. Ngân mới đi về là Mai có cơm có canh ăn được rồi. Canh này thì hâm lại thôi chứ không thấy nấu nữa. Mai cũng có luộc mấy cái hộp vịt, hộp gà, cái hộp vịt, hộp vịt bên Mỹ ít lắm nha cả nhà. Ở bên Việt Nam mình thì hộp vịt nó nhiều, chứ mà bên Mỹ hộp vịt khó tìm. Luộc mấy cái hộp gà, ví dụ như chiều mà có làm salad cũng được, hoặc là để ăn chấm. Mai thì nhiều khi chỉ ăn hộp hộp gà là dầm với lại nước tương, nước mắm, nó ngon. Trời ơi, đi chơi lâu ngày quá, đi du lịch á, ăn đồ Mỹ nhiều quá, cái bây giờ nhớ lại cái ăn cơm hộp gà rồi thôi mà cũng thèm. Mình vẫn thích những món quê hương của mình hơn ha. Không gì bằng món ăn từ nhỏ đến lớn. 4 cái. Bây giờ thì Mai tới hai cái này, Mai nhớ rồi cả nhà. Mai nghĩ là Mai sẽ làm cái món món gì cả nhà biết không? Mai phơi đi, phơi khô xong rồi Mai ấy với lại trộn với nước mắm đường hoặc muối đường với lại ớt á là ăn cũng ngon rồi. Thôi thì nó héo đi cho nó giòn ha. Giống như mình làm củ cải trắng vậy đó, thay vì mình làm củ cải trắng thì mình làm dưa. Tại vì ngày hôm qua Mai qua bên nhà Linh á, nó cho Mai ăn cái món đó nên thành ra là bây giờ Mai sẽ bắt chước nó mà làm. Mới cắt được có 1 trái thôi, còn tới 2 trái nữa nè cả nhà. Chắc là 3 trái là đủ rồi đó. Mai cắt được có như đó thôi. Thì chồng Mai nói, Ngân nó gọi điện, nó nói là nó sẽ tới lúc 12 giờ nên mình sẽ đi. Bây giờ mình đi đón nó cái đã. Mình đi sớm tại vì bác công sẽ đông xe lắm, mình sẽ bị kẹt xe. Hôm nay là ngày lễ nên là hôm nay có một cái cuộc diễu hành á cả nhà. Mang giày vô đi. Đón con thì sớm hơn muộn ha. Đi thôi. Ơi, không có làm cái gì mà cũng bận rộn dữ vậy ta. Theo đi vô xe mà quên mang cái ly trà sữa theo. Cái trà sữa hồi sáng để đông đông đá luôn á cả nhà, mà để ra uống vẫn còn ngon nha. Chứng tỏ là trà sữa Việt Nam mà mang qua uống vẫn được nếu mà đông đá. They have sunglasses here. Hmm? They have sunglasses here. I'm like this. Hmm? I'm like this. Hmm. Rồi đi đón con thôi, sắp tới rồi đây cả nhà. Cũng gần nhà lắm, cứ 1-2 phút thôi tại vì con sẽ đi xe bus về tới đây luôn. Mình sẽ đón con ở thư viện, chỗ con tập trung đi đó cả nhà. Lúc Mai tới chỉ có một xe tới trước thôi, mà bây giờ các cha mẹ cũng đến đông quá chừng rồi nè. Ông xã Mai ổng track con Mai, tại vì lúc nào là trên điện thoại của tụi nó là nhà mình lúc nào cũng để track nhau hết á. Mai có thể biết ổng ở đâu hoặc là ổng có thể biết Mai ở đâu, vì nhiều khi có chuyện gì xảy ra đó thì mình có thể biết được ha. Biết là tụi con nít là con của Mai là đứa nào cũng phải bật cái turn on cái location, cái định vị lên để cho ba mẹ biết được là nó tụi anh đang ở đâu ha. Rồi đó, còn khoảng một dặm mấy nữa là tới rồi đó. Mấy đứa này toàn là thế hệ đúng là mầm non, toàn là cục cưng của nhà không đó. Đây, xe bus đã tới rồi đây. Ba mẹ là rất là nôn nóng chờ các con luôn á. Rồi, người đầu tiên xuống. Mấy anh này khiên phụ chứ chắc là trời ơi lúc cái đó cái vali đó đi cái vali mà màu sáng quá là đi chơi về là thành dớ hầy luôn á nha. Tới ai đây?
sẽ giống như xổ số ha cả nhà ha. Mắc cười ghê chứ. Rồi thêm một cái nữa. No, one for mom, one for son. What? One for the mom, one for son. Dễ thương không? Hi, yeah. Hi. Em đi đây nữa. Lại lại em mừng quá vậy. You made it home. Yeah. Really happy to be home. I'm really happy. Vệ sinh, nhớ cái giường, nhớ đủ thứ á. Trời ơi khóc luôn rồi. Mẹ nấu cơm với lại mẹ nấu cá hồi kho với lại canh cho con rồi đó. Con thích không? Mình phải xuống mình nói cảm ơn cô giáo cô Ngân các bạn ha. Bây giờ mình đi về thôi. Mình cảm ơn cô giáo với lại chào mọi phụ huynh khác. Ray mới vô nhà thấy Ray là thấy chạy bỏ chạy. Ray Ray, come on here. Oh my god, nó nghe tiếng mẹ nó meo liền. Ray. À hả? Oh my god. Yeah. Oh my god. Nó nói nó muốn ăn cơm trước nè, mày lấy cơm cho nó ăn. Được chưa? Nói chung là về nhà là thèm cơm liền ha. Đòi ăn liền. Đây coi, thử coi bà ăn, thử coi. Nè Ngân. Ngân, nè. Ừ, ăn thử coi. Có canh ngoài kia đó. Ok. Nó nói là nó tự làm cái này. Ghê vậy. I love chocolate. Thank you. Ăn thử coi ngon không? Ngon không? So good, ngon quá. Bao nhiêu lâu rồi mới về quay ăn lại đồ ăn Việt Nam nên thành ra là you have present. Bấm mua quà cho mình đó ha. First foremost, what's that? Chocolate. Oh, the cup. Thank you. Beautiful. I don't know. Peru. Yeah. And the paper is important too. You can read the paper. It's all Spanish. Yeah. Yeah. Okay. Mua cái ly này để làm sưu tầm. I think this is for Hida and mom. Honey, you didn't have to buy the stuff. Yeah, I wanted to because I'm just so nice. Did they take $10 or did you have to use Solis. Your... Solis. This is for your... Oh, yeah. The car. Yeah, he like her. Cisco. Let me see. Thanks, Don. Oh, beautiful. Cái này bằng gốm á, cả nhà. Dễ thương không? No. Giống như kiểu của okay, Peru luôn ha. This is from Mama. Oh, thank you. The earrings, I think. Oh, the earring. Yeah. Sorry. Oh, thank you so much. Đây bông tai này cả nhà. Cảm ơn nhiều nha. Let's con. Yeah. Ừ. Really ừ. Dễ thương không? Wow, nó bao nó mũ này cho gần. Perfect. It's a cute pig. Oh my god. Đây là lấy cái bình nước của nó nó khát nước á, cái ông xã này hả? Để đổ đầy nước cái đá mới cho nó để coi coi nó phản ứng. What? It still have the eyes there? Yeah. Wow. No way. No way. 12 ngày vẫn còn đá hả? Ăn đi, ăn đi. No.
I'm a necklace. Oh, beautiful. Oh, wait. I have a keychain. Mm. Oh, what's that? How beautiful, huh? There's a floating island on Lake Titicaca. It's made by Oh my god, nó rất là vui hả? Gì con? Oh, thank you. Let's ask her if she want it. Yeah. Mm. I'm not like it. I don't know. Ask her. Ask her first, okay? Mm-hmm. Yeah. Cho xin mũi đi. No, I'm not obviously not. Gần nó kêu nó cần có, hỏi nó có đủ tiền xài, nó kêu không, nó có nhiều lắm. Nó có nhiều lắm mà nó vẫn còn thừa rất là nhiều luôn. Đây là tiền Peru nè cả nhà. It's like keep it for memory. Yeah, that's what I was thinking. Mm-hmm. Nó để giữ làm kỷ niệm đi. Đây cả nhà, cho nó ăn canh á. Giờ là bà ăn tới canh này, thấy không? Trời hỏi, sao đồ ăn ở đi chợ đồ ăn có ngon bằng đồ ăn của mẹ không? Nói không, đồ ăn ở nhà ngon hơn. Phải không Ngân? Yeah, always. Always luôn luôn là như vậy nha. Ngon quá ha. So good. I felt bad if I didn't finish it, so I ate every single plate clean. Oh really? Good it job. Was good, it was super good. Gần nó nói ở Peru á không có nhiều thịt đâu cả nhà, mà ăn rất là nhiều rau củ, nên nó đi chuyến đi này là nó ăn quá trời nhiều rau củ thôi. Nó nói là tại vì người ta nấu cho nó ăn á, mà nó cảm thấy nó sẽ cảm thấy xấu hổ khi mà nó không ăn hết đồ ăn đó, nó cảm thấy ngại á cả nhà, nên nó sẽ ăn hết và nó kêu đồ ăn cũng rất là ngon. Vậy là từ chuyến đi này trở về là Ngân biết ăn rau củ rồi đúng không? Dạ, ông Tân potato sao? Nó kêu là nó nghĩ ăn khoai tây rồi, chứ nó ăn quá nhiều khoai tây rồi, thấy không cả nhà? Nó còn nhỏ, khi nó ở với mình thì nó cứ kén chọn vậy thôi, chứ khi mình đi ra đường là nó phải ăn đủ thứ. Bây giờ là Ngân biết ăn rau củ rồi, xong một chuyến đi là thành công dữ dội, vang dội là Ngân đã biết ăn rau củ. Now she can eat vegetable, honey. Wow, yeah. Thôi vui quá rồi cả nhà, cảm ơn các cô chú anh chị đã coi video ngày hôm nay của Mai ha. Đã chào mừng Ngân trở lại với kênh của Mai rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.